Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh của chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Vì sao Bình Minh lặng lẽ rời xa làng giải trí Việt trong 3 năm qua? Nhiều khi tôi nghĩ cái thời của mình đã qua nên phải chuyển hướng và nhường cơ hội cho lớp trẻ, diễn viên, người mẫu Bình Minh tâm sự. Thực ra, 3 năm qua tôi vẫn theo dõi sát sao các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim, điện ảnh lẫn phim truyền hình. Tuy nhiên, tôi chưa thấy vai nào phù hợp với mình và cái duyên với phim ảnh cũng chưa bung mở, nên quyết định dừng lại. Bây giờ, hễ lên màn ảnh lại đóng mấy vai giám đốc rồi sếp này nọ, thì chẳng có gì mới cả. Cứ quanh đi quẩn lại với mấy vai quen thuộc đó khiến tôi bị mòn cảm xúc và người xem cũng cảm thấy nhàn. Ít ra cũng phải có gì đó gai góc óc búa thử thách một chút. Bên trung tâm sản xuất truyền hình mấy lần đưa kịch bản mời tôi tham gia một số phim, nhưng tôi không thể ra Bắc theo đoàn phim mấy tháng trời được. Phần vì công việc của tôi ở trong này, phần vì hai con gái còn bé, lúc nào cũng cần có ba bên cạnh. Thực ra, cách đây 3 năm tôi có tham gia phim điện ảnh Sám Hối do đạo diễn người Ấn Độ dàn dựng. Đây là bộ phim được đầu tư với kinh phí gần 2 triệu USD. Tôi đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt, công sức cho vai diễn trong vòng 1 năm trời để hoàn thành vai diễn. Vừa rồi, phim có kế hoạch công chiếu rộng rãi trên toàn quốc, nhưng khi chuẩn bị ra rạp thì dịch Covid-19 tái bùng lên. Phải dừng lại, tôi đang rất lo lắng nếu phim để lâu quá sẽ mất đi tính thời điểm của phim. Từ đó đến nay tôi không tham gia dự án nào nữa. Thật lòng bây giờ đóng vai gì phải có cảm xúc với nhân vật mới đóng được. Còn nhận lời tràn lan rồi đóng như trả bài thì tôi không làm được. Nhiều khi tôi nghĩ cái thời của mình đã qua nên chuyển hướng và nhường cơ hội cho lớp trẻ. Trong đời sống vợ chồng, nếu mình không khéo léo và linh hoạt sẽ rất dễ nảy sinh sự nhàm chán. Chỉ nói đơn giản, vợ chồng suốt ngày ở nhà nhìn nhau thôi cũng thấy chán. Từ chán mà nảy sinh xung đột, va chạm và để tạo ra không khí mới mẻ trong gia đình thì phải có một nghệ thuật sống. Anh không nhất thiết phải lãng mạn quá nhưng cũng không được phép khô khan quá. Nhiều khi phải xem nhau như bạn, người tình hoặc người tri kỷ mà đối với nhau. Tất nhiên đi làm việc đó không dễ nhưng mỗi ngày có thêm một chút sẽ thay đổi được. Với tôi, việc thay đổi không khí trong gia đình rất quan trọng, nó là mấu chốt để giữ lửa cho hôn nhân luôn mới mẻ và thú vị. Bình Minh chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.